khởi nghiệp số 5 bây giờ nghe gặp không à? Nghe kỹ à? Béo nghe thấy gì cả luôn, có mấy nồn. Nhiều là ngon. Bà kia bà ấy bỏ máy tần số đẹp quá, thôi bỏ máy, bỏ cái kia chuyển sang máy này. Ăn vật chí sên rồi. Đấy. Máy này tần số này 1/100 này. Bà kia bà ấy vừa thay rồi. Bỏ máy bánh mày bánh mẹ gần tối luôn, đánh 1 giờ luôn. Thank you.
kia thì thằng người Nhật bảo sang máy này đánh này, máy này lỗi nhiều rồi. À, đổi máy à. Đổi sang cái máy con trâu rồi. Đời máy con trâu này lâu lắm không chơi rồi. Tần số của nó này 1/113 này, lỗ 9 cái to và 6 cái nhỏ này. Tần số rất đẹp rồi. Nó bảo mình sang đây đánh này. À, sang đây đánh. Máy này lâu lắm đánh rồi. Đổi màu nhá. Cho một xe vào này. Đổi màu này, đổi màu. À nếu đổi màu, nếu mà đổi màu là cái này nó sẽ 17 nhá, nhưng mà không đổi màu thì không biết được. Cái này cái gì là khó, mình không nhìn quen. Ok rồi. Ấn quả đầu tiên lổ luôn, ba nhà mè luôn, nhớ hiểu không? Ai vẫn 6 sen nhá, nhưng mà xe này còn cực này thôi. Đây còn tầm khoảng 3 sen nữa, vẫn lốt là sen. Mấy tiếp. Đấy. Mà lâu lắm mình cũng có được kiểu kiểu gì đó. Đấy, cứ nho nhỏ là tốt. Đấy, nho nhỏ là tốt. Ấy, cứ nho nhỏ là tốt. Máy này có vẻ nho nhiều ấy.
Đó.
đói quá, đói ra kiếm cái gì ăn kìa, kiếm bánh mì ăn. Lằng hoàng thua bố man à. Có những cái máy lúc ấy nó mình đổi ra cái máy đấy ăn được tầm được khoảng 4 sen rồi, nhưng mà tham sau nó hút lên 400 thế là hết sạch cả cái tiền xè ở trong đấy, đầu tư thêm 6 sen nữa mà vẫn không nổ. Thế là thôi chuyển máy, đói quá bây giờ ra ăn cái gì để lấy sức chơi tiếp. Thằng ngồi trên xe ô tô hôm nay em nhiều máy khóa khó ăn. Tưởng là máy nó nhả cùng máy nó đã hút sáng rồi. Tần số mình nhìn rất là đẹp, 1/120 là 1/100 luôn mà nó vẫn hút đủ má. Nếu tần số vẫn bị lừa à, phải ăn no đó, không ăn no thì không thắng được. Bánh mì với Nhật rất gì là rẻ. Ăn không lo. Hôm qua thằng em nó chụp ảnh cho nó ăn một ngày, nó ăn một man, ăn từ sáng đến tối. Đấy, phải uống cái nước to này nó uống khỏe, nó có sức mà chơi rồi. Rồi, vào chiến tiếp. Đang để cốp xe, đóng xe vào. Và quẩy tiếp. Ăn no là khóa xe và quẩy tiếp. Hôm nay nó làm bóng bay này. Nó rất chia đẹp. Còn tôi thì 4 xếp vào nữa rồi. Tài nó xe đô đến 8, 5 xe nữa đấy. Thêm 4 xe nữa là còn 4 xe nữa này. Rồi mới lộ. Ôi bắt kia rồi.
điên à. Thank you.
không không lên tầm 225. Đấy là có thêm một màn nữa. Thank you.
cô và nhật cô mua cho một chai nước. Ai đứng cho tôi đấy, ai đứng cho tôi. Mời anh em nhá. Mình ấn hộ cô đây mấy lần, 7 hay là cô ấy mua nước cho cảm ơn. Bày quá à. Cái này là 3 phần 7 nhá, 100 phần 7.
ok rồi. Thank you.
nhau nổ liên tục luôn. Quay số 6 rồi. Quay được xem bao nhiêu.
1.400 là vào 2 em ăn mấy nhở? 2 em ăn 3 gì đấy. Thế hôm nay mình chơi thì vẫn lỗ mất 400 yên, à 4 yên. Ra đổ. A đồ. Ôi may quá, mình không là mình thua 1 sen mà. Số vẫn đỏ, trở hôm nay thua còn mấy bạn. Thôi thôi, cầm tiền ra cho lành. Thua nhiều quá. Rồi, dạ. Ôi 2 man 6 tỉnh nó. Đấy 2 man 6 nhá. Mọi người gì nhá. Đánh vào cái máy số 6 đó. Anh sẽ quẩy tiếp nhưng mà thôi ăn thế đó. 2 man 6 cũng được. Coi như hôm nay, hôm nay chỉ lỗ 1 sen thôi. Tưởng thua nhiều quá. Đó nhá. Chúc kiểu ảnh này. Và chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Đây là tiền ngày hôm nay đấy. Mày quá, tưởng thua lại cưỡng lại được. Mọi người xem kênh của mình cho mình xin một like, và nếu mà ai chưa đăng ký thì kênh cho mình nhá.